Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Thuco Camera. Và hôm nay là mình đang có mặt tại trường bay Yên Sở vào một ngày trời khá là nắng, nhưng mà rất là thoáng, rất phù hợp để anh em có thể bay flycam và cùng với chiếc DJI Mini 3 Pro được mua tại Thuco Camera. Mình sẽ cùng anh em đi qua những bước bay cơ bản nhé. Và bước 1 không thể thiếu, check flycam trước khi bay nhé. Trước khi bay, chúng ta nên mở flycam, lắp joystick đúng cách, check các phần cánh xem có bị hư hại gì không, gimbal của flycam có bị kẹt không. Sau đó sẽ đến với phần pin của sản phẩm, xem pin có bị phồng hay hư hại không, và phần trăm pin còn lại có đủ để bay không. Đợi flycam nhận đủ GPS, icon chuyển sang màu trắng, sau đó mới bay. Tip cho anh em là có thể cất cánh flycam lên một chút để có thể nhận được GPS nhanh hơn. Để khởi động cả flycam và tay cầm, chúng ta sẽ có một thao tác, đó là nhấn và giữ một lần vào nút nguồn. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu bay. Với Mi 3 Pro chúng ta có một phiên bản đi kèm với tay cầm qua màn hình, rất tiện lợi trong quá trình bay là anh em setup. Còn với những phiên bản tay cầm không có màn hình, chúng ta phải kết nối với điện thoại trước nhá. Ở mặt trước ở điều khiển chúng ta sẽ có hai núm joystick để điều khiển này. Một vạch đèn LED để hiển thị thời lượng pin. Cần gạt chuyển đổi giữa ba chế độ: Cine, Normal, Sport, nút dừng khẩn cấp và Auto Return Home, nút nguồn. Và màn hình cực lớn giúp cho anh em tiện lợi trong quá trình bay. Một số thông số cơ bản trên màn hình như tốc độ này, khoảng cách, thời lượng pin, GPS hay setting. Nhưng hai phần anh em sẽ quan tâm nhất là sẽ phần ở đây. Chúng ta sẽ có thời lượng quay còn lại này, chất lượng quay này, chế độ auto hoặc pro, chúng ta có thể chế độ pro để có thể tùy chỉnh những thông số ở đây. Và tiếp theo là cụm quay chụp, và chúng ta sẽ có nút album ở dưới. Ở trên nó sẽ có bên trái sẽ là nút quay, bên phải là nút chụp. Bánh và bánh xe bên trái sẽ là điều khiển chụp tiêu này, và bánh xe bên phải sẽ là điều khiển zoom ra và zoom vào. Và đằng sau chúng ta sẽ có hai nút C1 C2 để tùy biến những chức năng. Bước 2, khởi động và những thao tác cơ bản với tay cầm. Đầu tiên để cất cánh, anh em hãy kéo hai cần gạt chéo về phía dưới hướng giữa. Và khi motor đã khởi động, anh em hãy từ từ đẩy cần gạt phía bên trái lên để flycam cất cánh. Và khi muốn hạ cánh, chúng ta hãy đẩy cần gạt xuống. Và đến khi nào flycam hạ cánh thì thôi. Sau khi cất cánh, nếu đẩy cần gạt bên trái lên, chúng ta sẽ tăng độ cao và kéo xuống sẽ là hạ độ cao. Dịch chuyển cần gạt sang bên trái, chúng ta sẽ xoay flycam sang bên trái. Và sang bên phải sẽ xoay flycam về bên phải. Và với joystick bên tay phải, khi đẩy cần gạt lên trên, flycam sẽ tiến về phía trước và đẩy lùi về phía sau, flycam sẽ lùi lại. Và khi di chuyển sang bên trái, flycam sẽ di chuyển sang bên trái. Và dịch sang bên phải, flycam sẽ chuyển sang bên phải. Và chúng ta vừa đi qua một số thao tác, những bước cơ bản để có thể bay flycam một cách đơn giản rồi. Anh em thấy clip này nào, hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Còn mua flycam hãy đến Thuco Camera.